Và xin chào mừng tất cả quý khán giả chúng ta cùng có mặt tại sân vận động Thống Nhất ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước mắt tất cả quý vị và các bạn sẽ là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Tiền Tiến FC và TP Bank FC. Đây là trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng này. Và ở trận đấu hiện tại, Tiền Tiến FC họ sẽ ra sân với bộ trang phục toàn xanh. Cầu thủ mang áo số 3 đó là Hiếu Cục vừa thực hiện quả ném biên. Tiếp tục là Hiếu Cục, rất chậm rãi, đường chuyền rất hợp lý. Đây là thời cơ dành cho các cầu thủ của Tiền Tiến FC, nhưng vừa rồi là một nhịp xử lý chưa thành công. Thủ thành của TP Bank cũng đã lao ra rất kịp thời. Nguyên Cối, đây là Quốc Hùng, vẫn còn. Trọng tài xác định không có lỗi về quả dứt điểm, không vào. Quả dứt điểm không thành công. Quá đáng tiếc dành cho tình huống ra chân vừa rồi của cầu thủ mang áo số 10 bên phía Tiền Tiến FC. Đó là cú dứt điểm đến từ vị trí của Hoàng Tiến. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Tình huống dứt điểm rất bất ngờ, nhưng vừa rồi bóng đã đi trên cột dọc và không thể mang về bàn thắng dành cho câu lạc bộ Tiền Tiến FC. Đường chuyền về, nhưng đây sẽ là thời cơ tiếp theo dành cho cầu thủ áo số 10. Trọng tài đã cắt coi rồi và như vậy sẽ là một quả đá phạt lên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ TP Bank. Lộc Nesta vẫn là cầu thủ mang băng đội trưởng của TP Bank cho đến thời điểm này. Một đường chuyền dài rất hay, thời cơ dành cho Chí Rùa dứt điểm đi. Không thể có được pha dứt điểm của Chí Rùa. Lộc Nesta vẫn còn. Đường chuyền rất hay, không có lời việc vị của cầu thủ áo số 15, đó là Nam Kenvi. Đường chuyền ngang, quá đơn giản dành cho tình huống phòng ngự của Phi Hùng. Sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho câu lạc bộ Tiền Tiến FC. Với lực lượng khá đông đảo ở trận đấu này, cả hai đội sẽ có rất nhiều những sự toan tính và những sự điều chỉnh để có thể mang lại một đội hình tối ưu nhất ở trận đấu này. Đường chuyền không vượt qua được Hà Tỷ Tỷ. Thời cơ tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội áo trắng, rất hay. Cơ hội đường chuyền ngang hơi nhẹ rồi. Quá đáng tiếc dành cho đường chuyền ngang vừa rồi đến từ vị trí của Huy Minamino. Đường chuyền, bóng vẫn tiếp tục không hề có lời việc vị đến từ vị trí của Huy Minamino. Huy Minamino, Danka, pha dứt điểm ở góc gần không làm khó được thủ thành Tiền IB. Hơn 2/3 khoảng thời gian thi đấu của hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua và cả hai đội vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm cho mình bàn thắng đầu tiên. Dứt điểm, bóng đã đi vọt xa. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 15. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cơ hội này của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ TP Bank. Chim non, không, bóng đã không đến được vị trí của chim non. Đây sẽ là thời cơ dành cho Huy Minamino. Trọng tài đã cắt còi rồi. Như vậy sẽ là một quả penalty dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ TP Bank. Và đó là một quả penalty được mang đến bởi vị trí của Huy Minamino. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Một pha ngoặt bóng rất dẻo của Huy Minamino và trọng tài xác định có một pha truy cản trái phép đến từ đội trưởng Long MG bên phía Tiền Tiến FC. Bây giờ thì các cầu thủ bên phía đội bóng Tiền Tiến FC họ sẽ phải đối mặt với một tình huống cực kỳ nguy hiểm và người đứng trước bóng đang là Danka và Tiền IB. Danka, pha dứt điểm chuẩn xác của Danka, 1-0 dành cho TP Bank. Đây mới là pha dứt điểm của Danka trên chấm penalty. Phải chỉ điểm là quá khó dành cho thủ thành Tiền IB. Bóng đi vào góc cao và không có cơ hội dành cho thủ thành bên phía câu lạc bộ Tiền Tiến FC. Rất nhanh. Đây là Quốc Bảo. Đường chuyền rất hay, không có lời việc vị cơ hội. Không vào. Pha xử lý khá hay nhưng trong tình huống vừa rồi chưa có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tiền Tiến FC. Chúng ta sẽ cùng theo dõi là pha bóng này.
Không hề có lọt việt vị của cầu thủ bên phía Tiền Tiến FC. Nhưng vừa rồi bóng đã trôi hơi sâu và thủ thành Thanh Tùng cũng đã có một pha lao ra cực kỳ hợp lý. Vẫn còn được chuyển ngang, thời cơ tiếp theo dành cho Tiền Tiến FC, không vào. Cơ hội rất rõ ràng nhưng vừa rồi cầu thủ bên phía Tiền Tiến đã bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn. Thời cơ lại bị trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ bên phía đội áo xanh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống xoay người và dứt điểm của cầu thủ mang áo số 21 Duy Anh. Đường chuyền dài không hề có lỗi việc vậy. Vừa rồi thì vị trí của Quang Hình đã đứng tuột ở phía dưới. Đây sẽ là thời cơ. Tỷ số được nâng lên 2-0 dành cho câu lạc bộ TP Bang. Đó là pha làm bàn của cầu thủ mang áo số 20 Công Toàn. 2-0 dành cho TP Bang lúc này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Đường chuyền vào cực kỳ hợp lý của cầu thủ mang áo số 30 An Còi. Một cú xỉa bóng bằng má ngoài chân phải và một cú đặt lòng quá khó dành cho Tiền IB ở trong pha bóng này. Bóng đã găm thẳng về phía góc cầu. Một cú vẫy má Trivela trước ý đồ của An Còi dành cho đồng đội. Cơ hội vẫn còn. Tình huống đưa bóng vào, pha xoay trở rất hay nhưng không có được tình huống dứt điểm sau đó của cầu thủ mang áo số 13 Hoàng Khang Kankuka. Thời cơ quay trở lại dành cho đội áo xanh nhưng đường chuyền đã đưa bóng trôi quá sâu rồi. Tình huống chuyền bóng đến từ vị trí của Công Toàn, cầu thủ đã ghi bàn thắng thứ hai dành cho TP Bang. An Còi. Tiếp tục là An Còi. Rất hay An Còi. Tốc độ của An Còi. Trọng tài xác định chỉ là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ của TP Bang. Rất bình tĩnh. Đường chuyền hay. Công Toàn. Vẫn còn cơ hội. Đường chuyền ngang. Bóng vẫn tiếp tục trong phạm vi kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Dứt điểm ngay. 3-0 dành cho TP Bang. Lần này người ghi bàn đó là vị trí của An Còi, cầu thủ mang áo số 30 siêu. Một pha mừng theo phong cách của Cristiano Ronaldo và đó là An Còi. 3-0 dành cho TP Bang. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống dẫn đến bàn thắng của các cầu thủ bên phía TP Bang và pha ăn mừng của An Còi sau khi có một pha đặt lòng chuẩn xác. Tiền IB tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng ở trong tình huống này. Đây là pha ăn mừng của An Còi. Một tình huống xử lý quen thuộc theo phong cách của Cristiano Ronaldo. Các cầu thủ áo trắng họ đã có được một pha xử lý chuẩn xác để mang về bàn thắng thứ 3. Và lúc này lợi thế đang là 3 bàn dành cho TP Bang. Một lợi thế cực kỳ an toàn dành cho các cầu thủ áo trắng. Cơ hội vẫn còn. Đường chuyền ngang vẫn chưa có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tiền Tiến FC. Quá đáng tiếc dành cho nỗ lực dứt điểm bồi vừa rồi của cầu thủ áo số 13 Kankuka. Thời cơ đã bị trôi qua một cách cực kỳ đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Tình huống bắt không dính bóng của thủ thành Thanh Tùng đã tạo một cơ hội dành cho Kankuka. Mặc dù vậy thì pha dứt điểm cuối cùng của Kankuka vẫn chưa thể mang về bàn thắng dành cho câu lạc bộ Tiền Tiến FC. Bóng vẫn tiếp tục. Thời cơ quay trở lại dành cho các cầu thủ áo trắng. Đường chuyền không có lợi việt vị. Thời cơ tiếp theo dành cho An Còi, tốc độ của An Còi. An Còi 4-0 dành cho TP Bang. Đó vẫn là vị trí của An Còi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này, một tình huống phá bẫy việt vị nữa của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ TP Bang và làng An Còi đã có một pha dứt điểm tinh tế để đánh bại thủ thành Tiền IB, mang về bàn thắng thứ 4 dành cho TP Bang.
Pha đá bóng, cơ hội tiếp theo dành cho Tiên Tiến vẫn còn. Trọng tài xác định không có lỗi trong tình huống vừa rồi. Cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đã bỏ lỡ một thời cơ rất ngon ngang. Bóng phải tiếp tục. Trọng tài xác định chưa có lỗi việc vị của An Còi. An Còi đưa bóng vào. Quá đơn giản dành cho Tiền IB. Số 14 Bảo Thái, tiếp tục là Bảo Thái. Đường truyền, đường truyền ra biên khá hay. An Còi, An Còi, tiếp tục là An Còi, rất hay An Còi. Tiền IB đã lao ra kịp thời. Và lao ra chuẩn xác của thủ thành bên phía câu lạc bộ Tiền Tiến FC. Tiền IB đã rất cảnh giác với tình huống đi bóng tốc độ của An Còi và đã có một pha lao ra cực kỳ chủ động. Không được, dứt điểm. Như vậy là lúc này đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tiền Tiến FC. Đó là pha làm bàn của cầu thủ mang áo số 20 Nhật Nam. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Tình huống đi bóng trước đó là của Hoàng Tiến và Nhật Nam đã có một cú dứt điểm chuẩn xác từ cự ly khá xa để đưa bóng vào lưới trống, mang về bàn thắng đầu tiên dành cho câu lạc bộ Tiền Tiến FC. Bàn thắng níu lại hy vọng dành cho các cầu thủ áo xanh ở trận đấu này. Mặc dù vậy thì thời gian lúc này là không còn quá nhiều dành cho câu lạc bộ Tiền Tiến FC. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu đội bóng áo xanh họ sẽ có thể tiếp tục tìm kiếm thêm được bàn thắng trong khoảng thời gian tới hay không. Đường chuyền dài, đánh đầu vào. Bàn thắng rút ngắn tỷ số thứ hai dành cho câu lạc bộ Tiền Tiến FC và đó vẫn là vị trí của cầu thủ mang áo số 20 Nhật Nam. Hai bốn, chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Xuất phát từ tình huống đá phạt cố định và các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tiền Tiến FC họ tiếp tục có được bàn thắng thứ hai với pha lắc đầu chuẩn xác của Nhật Nam. Cầu thủ với thể hình không quá cao to nhưng vừa rồi Nhật Nam đã có một cú lắc đầu cực kỳ tinh quái để mang về bàn thắng thứ hai dành cho Tiền Tiến FC. 2-4. Đây là phút thứ 34 của hiệp 2 và về cơ bản thời gian vẫn còn đủ dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tiền Tiến FC. Bàn thắng thứ ba đã đến rồi. Liên tiếp những bất ngờ dành cho câu lạc bộ Tiền Tiến FC và lần này là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 10 Hoàng Tiến. 3-4. Lúc này đây thì sự kịch tính và sự cao trào nó sẽ được đẩy cao lên. Hoàng Tiến đã có một pha xử lý chéo góc quá hay để mang về bàn thắng thứ 3 dành cho câu lạc bộ Tiền Tiến FC và chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha dứt điểm này. Một đường chuyền khe rất hay và cú dứt điểm chéo góc đã mang về bàn thắng thứ 3 dành cho Tiền Tiến FC. Sự bùng nổ ở trong khoảng thời gian gần cuối hiệp 2. Và bàn thắng thứ 3 nó đã đến dành cho các cầu thủ áo xanh. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Tiền Tiến FC đã giúp cho họ có liên tiếp 3 bàn. Đây là vị trí của Hà Tỷ Tỷ. Rất hay. An Còi không. Đây là vị trí của Công Toàn, cầu thủ áo số 20. Cơ hội dứt điểm đi. Không vào. Vừa rồi là thời cơ được trao cho cầu thủ mang áo số 31 Phi Hùng. Nhưng quá đáng tiếc là cú dứt điểm của Phi Hùng lại đưa bóng đi chệch cột dọc và không thể mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía TP Bằng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Một pha bóng rất ngon ngang. Nhưng điểm chạm là chưa thật sự đủ cảm giác để Phi Hùng có thể tìm kiếm bàn thắng thứ 5 dành cho câu lạc bộ TP Bằng. Pha thoát xuống không hề có lợi vị trong tình huống này. Nhưng quá đơn độc dành cho cầu thủ mang áo số 20 đó là Nhật Nam. Dành ca. Đánh đầu. Cú đánh đầu đưa bóng đi không chuẩn xác. Như vậy đó cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu này. Xin chúc mừng các cầu thủ bên phía câu lạc bộ TP Bằng. Họ đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-3 trước đối thủ Tiền Tiến FC. Trong khoảng thời gian cuối trận, Tiền Tiến họ đã có được cho mình 3 bàn thắng. Nhưng chừng đó là chưa đủ để đội bóng của bầu Tiền IB có thể mang về một điểm ở trận đấu giao hữu này.